Xin chào các bạn, đây thì mình sẽ làm một cái video về các từ vựng chuyên ngành của ngành Hàn, mã tự động. Thì mình có nhiều bạn cũng hỏi mình về cái từ vựng chuyên ngành của Hàn này. Hai là mình cũng tìm trên các trang mạng thì cũng ít các từ vựng về Hàn, hầu như là không thấy, chỉ có các từ vựng về cơ khí thì nhiều. Nhưng tuy nhiên thì về chuyên ngành Hàn, mã tự động thì không có. Có thể là có rất nhiều bạn làm ở bên này về chuyên ngành Hàn. Nhưng tuy nhiên các bạn ấy thì không có làm YouTube chẳng hạn, nhưng hoặc là có rất nhiều bạn làm YouTube nhưng mà lại không làm về chuyên ngành Hàn. Thế mình thấy là mình vừa làm chuyên ngành Hàn vừa làm YouTuber thì mình sẽ làm một cái video về các thứ vựng chuyên ngành này cho các bạn cùng tham khảo. Mình sẽ làm thành một series và hôm nay thì mình sẽ làm về các cái thiết bị Hàn liên quan đến Hàn cho các bạn là mỗi đang học về từ vựng chuyên ngành Hàn. Ok, xin mời các bạn. Các bạn đầu tiên sẽ là nghề Hàn, Hàn sẽ là Dô Xét Chữ. Và tiếp theo sẽ là thợ hàn. Thợ hàn thì sẽ là Josetsuko. Nhiều sách chữ ghi là Kajiko, nhưng mà mình hỏi người Nhật thì người Nhật bảo là cái này chỉ là Kajiko là lắp ráp. Và tiếp theo là máy hàn sẽ là Josetsuki. Và tương tự với máy hàn mã tự động sẽ là Hanjiro Josetsuki. Và sang robot hàn thì vẫn sẽ là Roboto. Tất cả robot đều gọi là chung là Roboto. Và sang phần dây hàn sẽ là do sẽ chữ quay ra. Quay ra thì mình chỉ để một loại điển hình, nhưng mà có rất nhiều loại quay ra khác nhau, có quay ra màu trắng, quay ra màu bạc, quay ra màu đồng. Đấy, do sẽ chữ quay ra dây hàn. Và tiếp theo là que hàn sẽ là do sẽ chữ bô. Bô này trong từ bộc, bộc trong từ đả cầu bộc phát. Cái que, cái gậy thì là do sẽ chữ bô, sẽ là que hàn, do sẽ chữ bô. Tiếp theo là cái mũ bảo hiểm. Các bạn làm trong xưởng thì bạn mũ bảo hiểm, mũ hiểm thì vẫn là Hirometto, chung tất cả các mũ hiểm đều là Hirometto. Tiếp theo sang mặt nạ hàn thì sẽ là Kaburimen. Cái mặt nạ hàn nói chung Kaburimen ạ, hoặc là Josetsu men. Còn cái găng tay hàn thì vẫn là Josetsu tebukuro, Josetsu tebukuro nha các bạn. Tiếp theo là cái khẩu trang hàn thì là Josetsu masku, hoặc là bojin masku sẽ là cái khẩu trang chống độc. Còn cái que thổi sỉ, khi mà các bạn hàn lỗi các bạn phải thổi sỉ thì sẽ là đây, Gajinuka bô. Bô này thì vẫn là chữ bộc, trong kia thôi họ phải đâm luôn bằng katakana, mình phải đâm katakana luôn, Gajinuka bô. Và tiếp theo là cái súng mà đánh sỉ các bạn đánh xong thì sẽ là Zetto Tagane nha các bạn. Zetto Tagane sẽ là cái súng đánh sỉ. Thì có nhiều loại súng đánh sỉ khác nhau, một cái là hình súng, một cái là cái tay cầm hơi như thế này. Đây là mình chụp trong tim mình. Và tiếp theo là cái búa để các bạn gõ sỉ thì sẽ là Katsutori. Khi mà bạn hàn là cắt xong thì gõ sỉ thì các bạn sẽ phải lấy đi Katsutori. Katsutori là cái búa gõ sỉ nha các bạn. Tiếp theo là cái đục. Cái đục thì sẽ là Tagane. Như cái này là cái súng đánh sỉ thì là Zetto Tagane. Còn cái đục sỉ bình thường thì sẽ là Tagane các bạn. Tiếp theo sẽ là cái đầu hàn hay là cái đầu vòi hàn thì sẽ là đọc là chip bự, mắc cự chip bự, hoặc là mắc mic gì thì cũng dùng cái đầu hàn, thế là đọc là chip bự hết. Và đây là cái đầu hàn mình chụp ở trong công ty mình. Đấy, có chữ tip trong tiếng Anh thì là chữ Nhật sẽ đọc là chip bự các bạn. Rồi, và cuối cùng sẽ là cái kìm mỏ nhọn. Kìm mỏ nhọn thì khi mà các bạn hàn thì sẽ có cái sỉ nó dính những cái đầu hàn như thế này, thế các bạn sẽ phải dùng kìm để các bạn lấy nó đi. Và cái kìm mỏ nhọn này thì sẽ là radio penchi nha các bạn, radio penchi nha các bạn. Đấy. Đấy, như vậy là mình đã làm xong cho các cái dụng cụ cơ bản của một cái công việc hàn. Đấy thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần này, và tiếp theo phần tiếp theo mình sẽ làm về cái kiểm tra ngoại quan sau khi hàn. Mời các bạn đón xem ở phần sau. Cảm ơn các bạn.